này cái chòi của anh ta để ta canh này là cổng chùa cụ ca đó. Cái cổng chùa này có đứa, mấy đứa nhỏ, có đứa nó kêu bằng cổng trời á. Khúc này là người ta cắt xong hết rồi. Này bà con ta đi hái dưa leo quay. Dưa leo hay là kia bằng cái gì bí đao cũng chừng. Tại sao quá nhịn rõ là dưa gan đó. À, có cái cây nó 10 lá là để có cái trái. Đây là núi dài. Làng tôi xa xanh có một dòng sông, bên sông mỗi chiều ai người giặt áo. Này giống nhà kho quá. Sống quê đưa tiến bao người tháng năm mong chờ đến khi thân quê cho yên bình những mái dạ bờ tre cho êm đềm âu ơ lời mẹ ru. Như là dưa gan rồi. Dưa gan. Mỗi chiều mỗi sớm mùa thu khúc nở tím chân trời để người khắp ngoài bên xa. Này cái chòi của người ta để người ta canh ruộng rẫy người ta, hoặc là người ta đi hái này nọ, người ta đem vô đây nè. Đó, còn cái này là rơm cuộn để người ta lót. Bên kia đó là cái núi dài. Cái trái vừa vừa gan nó tới nó chín, đang chở đậu xanh lên. Ở cái này là với cái bao này là bao đậu xanh đó. Ở khu vực này là ta trồng đậu xanh nhiều lắm.
vai áo người thêm bát. Đất ở đây nó cao quá, cây đậu xanh nó chịu, nó chịu hạn, thành thử ra người ta trồng đậu xanh ở đây nhiều lắm, nguyên cái khu này nè. Làng tôi cong cong mái đình thật xưa, rộn sang trồng nó còn để cho mấy cái má hồng vậy đó, là đậu xanh đó. Là nó tự nó xúc ra khỏi cái cùi vậy á, nó xúc ra. Và thay vì tiếng Khmer người ta kêu, thay vì đi hái dưa thì người ta nói là đi lượm. Tại vì nó xúc ra đó là người ta đi lượm vô thôi. Cái cuốn trái á, nó chín, nó chín rồi nó tự nó xúc ra. Ở dưới chân núi dài, núi bên đó là núi dài. Đây bà con đang hái nè. Hầu hết đây nè, bà con đang hái đậu xanh á. Dòng sông quê đưa tiến bao người. Trong hái hình như là một ngày vậy, ta tính theo giờ sao ru quên nè. Có lần hỏi rồi, mà cũng tính ra tiền cũng được cỡ 100 ngàn, 150 vậy. Cho em đêm âu ơ lời mẹ ru. Làng tôi cong cong có một chuyện đê, bóng ai đi về mỗi chiều mỗi sớm. Mùa thu cúc nở tím chân trời, để người khắc khoải bên sông. Đời người. Bên đây là núi dài, còn bên đây là núi cấm. Cái này là trái đậu xanh nè. Chín rồi, nó chín, cái vỏ nó màu đen vậy nè. Còn cái đậu trắng thì cái vỏ nó màu trắng. Thấy hột không? Đó, hột đậu xanh nè. Xa xanh có một dòng sông. Này trái đó nè, trái chín đó nè. Vừa cái vùng này là người ta trồng đậu xanh thôi. Dòng sông yên trắng cánh cò, sớm chiều yên ả đưa nắng qua. Cái trung nấu ở đây cũng nhiều. Ở chỗ nào có cái trung nấu rồi là thường là có cái trạm trung nấu. Chồng mình cũng khá khá, cũng đủ một người. Thêm người mình tới 50 cây, nếu mà làm lần 50 cây. Thấm ướt giọt mồ hôi, cho quê nghèo thành tháng người ơi. Làng tôi cong cong mái đình thật xưa, dồn sang trồng trèo. 50 cây người ta làm thì một ngày có thể là được 20 ngoài, 20 ngoài 30 ký đường. Để người khắc khoải cảnh thô đời. Ở này nó có con nó đưa cái này hai đậu xanh.
trời, canh thun nó làm cho sể hả? จ๊ะสไลด์เรียงเมียเรียงจังโคเก้นะจ๊ะสไลด์เรียงโดยลอยเจียงน่ะคิซึงคิซึงจังมันถ่าลอยเจียงนี่จังมันถ่ามือตึ้งเคยจ๊ะสไลด์เรียงอัดโดยเก้ Trái không? Bà con ta đang hái. Cho em đêm âu ơ lời mẹ ru. Cong cong có một chuyện đê, bóng ai đi về mỗi chiều mỗi sớm. Thao tay cứ mưa sọc dưới cái ô xi mấy. Ta, tại nó thuộc xài đúng không? À xài anh lơ, tại anh khơi xài anh em ơi. Ô xi mấy đi, mà ngày mà rồi ha. Nào em à, làm người ta đi hái vậy đó là được một ngày được 150. Mà rồi há nó sẽ cho là ụ toa mấy tính. Còn nghe nó đẹp hợp. Bữa xuống ở cái nếp mẹ nó chênh màu hai ngày nữa. Sao bây giờ ta khóc mà lát một ngày nào đây. Nghe nó. Ai dễ xuống xuống nó ngọt à. Một bộ bà nó bàn thư bàn tổng mạnh ngày nó ngọt chưa ta. Dạ.